15 nâng tầm cao và trí tuệ Việt hân hạnh tài trợ chương trình. An Kỷ Vương chứa thành phần từ thiên nhiên cùng với công nghệ bào chế hiện đại hỗ trợ điều trị và phòng ngừa bệnh trĩ an toàn cho người sử dụng, có thể dùng cho phụ nữ mang thai và cho con bú. An Kỷ Vương, lựa chọn tin cậy cho người bệnh trĩ. Viêm nhiễm phụ khoa là bệnh thường gặp ở phụ nữ, trong đó phổ biến là viêm lộ tuyến cổ tử cung và viêm phần phụ, gây khó chịu, mất tự tin cho chị em. Thực phẩm chức năng viên nén Nữ Vương Niu là sự kết hợp giữa Ibum Gamma và các thảo dược thiên nhiên, giúp tăng cường khả năng chống viêm và giúp làm lành các tổn thương, giúp giảm các biến chứng của viêm nhiễm phụ khoa. Nữ Vương Niu hỗ trợ điều trị chứng viêm nhiễm phụ khoa, viêm lộ tuyến cổ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Mọi người đều thắc mắc tại sao tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật như thế mà Kiên vẫn có sức khỏe để đạt thành tích cao trong cả thể thao lẫn học tập. Có được thành công đó là nhờ ba mẹ đã bổ sung cho Kiên đầy đủ và đúng giai đoạn dậy thì các dưỡng chất cần thiết, và quan trọng nhất là MK7 giúp hấp thu canxi từ máu và xương. Viêm nén Vitin Vinza chứa các dưỡng chất thiết yếu phát triển chiều cao và trí tuệ cho tuổi teen, giúp xương và răng phát triển chắc khỏe, phòng và hỗ trợ điều trị còi xương. Vitin Vinza nâng tầm cao và trí tuệ Việt, sản phẩm của dược phẩm Vinza. Sản phẩm không phải là thuốc, không dùng thay thế thuốc chữa bệnh. Quyền Linh xin chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Sống Khỏe, Sống Đẹp. Thưa quý vị, mỗi tuần chúng ta lại gặp nhau và trao đổi với nhau một vấn đề nào đó, và hy vọng rằng chúng ta sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn trong cái việc là quản lý cuộc sống tốt đẹp hơn, cuộc sống chất lượng hơn. Ngày hôm nay thì quý vị sẽ có một chủ đề tôi nghĩ rằng được các bà mẹ, các ông bố rất là quan tâm. Đó là vai trò của men vi sinh đối với hệ tiêu hóa của trẻ. Ngay bây giờ thì quý vị có thể gọi điện thoại đến số điện thoại quen thuộc 1900 1259 hoặc là 0439 960 886 để được tư vấn. Thưa quý vị, các bạn thân mến, trong cuộc sống thì các bậc cha mẹ hay lo lắng mỗi khi con mình nó có những cái triệu chứng sau đây như là đầy hơi, rồi trướng bụng, rồi có thể là ăn ít hay là không chịu ăn, hay là khóc nhè, hay là kém hấp thu dinh dưỡng nhất. Đó chính là những cái điều mà nó liên quan đến cái hệ tiêu hóa. Và chắc chắn rằng nếu chúng ta không quan tâm nó thì hệ tiêu hóa cứ như vậy đó, nó bị ảnh hưởng thì sức khỏe của trẻ sẽ xuống rất là thấp, và hình như là trẻ sẽ suy dinh dưỡng rất là nhiều, và từ đó thì trẻ sẽ không có một sức khỏe hoàn thiện. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trao đổi với thạc sĩ bác sĩ Lê Thị Hải, giám đốc trung tâm tư vấn dinh dưỡng Viện Dinh dưỡng Quốc gia. Xin chào bác sĩ Lê Thị Hải. Chào quý Linh, chào quý khán giả của chương trình Sống Khỏe Sống Đẹp. Thưa quý vị, trước khi chúng ta đặt ra câu hỏi với bác sĩ Lê Thị Hải thì xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với phóng sự sau đây. Hệ tiêu hóa của con người có chức năng là nạp thức ăn, sau đó nhồi trộn để tiêu hóa và hấp thụ các chất dinh dưỡng, loại bỏ các chất cặn bã và độc hại ra khỏi cơ thể. Việc tiêu hóa hấp thụ cần sự hỗ trợ của cả một hệ thống các men vi sinh tiêu hóa. Trẻ em trong những năm đầu đời, hệ tiêu hóa có những điểm khác biệt về giải phẫu và sinh lý. Đến khi trẻ được từ 10 đến 15 tuổi, bộ máy tiêu hóa mới có chức năng và cấu tạo giống người lớn. Hệ tiêu hóa khỏe mạnh chính là cơ sở để trẻ hấp thu đầy đủ chất dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển về thể chất và tinh thần. Hệ tiêu hóa không khỏe mạnh sẽ ảnh hưởng đến khả năng hấp thu dưỡng chất của trẻ, làm suy giảm khả năng miễn dịch, khiến trẻ dễ mắc các bệnh về đường tiêu hóa và hô hấp, dẫn đến nguy cơ trẻ bị suy dinh dưỡng và ảnh hưởng đến sự phát triển của hệ thần kinh. Vì vậy, để có một hệ tiêu hóa khỏe mạnh, ngoài việc cho trẻ ăn uống đúng cách, giữ gìn vệ sinh và lựa chọn thực phẩm an toàn, dễ tiêu hóa, đồng thời bổ sung men vi sinh để cân bằng hệ tiêu hóa cho trẻ. Ngoài ra, các bà mẹ cần thường xuyên kiểm tra tình trạng tiêu hóa của con để có những biện pháp khắc phục kịp thời và hợp lý. Quý vị xem sóng sự vừa rồi thì cô Linh có nghe nhắc đến việc men vi sinh. Vậy thì chúng ta sẽ đặt câu hỏi với bác sĩ Lê Thị Hải là men vi sinh là gì, và men vi sinh gì nó có liên quan gì đến hệ tiêu hóa của trẻ? Cái danh từ men vi sinh ấy, thì nếu như mà chúng ta gọi theo cái danh từ khoa học thì tên của nó là những cái probiotic, tức là những vi khuẩn có lợi mà khi được đưa vào trong cơ thể với một cái số lượng thích hợp thì sẽ mang lại những lợi ích cho ký chủ. Thế thì nó, men vi sinh có một vai trò vô cùng quan trọng đối với hệ tiêu hóa của trẻ em, kể cả người lớn của chúng ta. Bởi vì trong hệ vi sinh đường ruột của chúng ta thì lúc nào cũng luôn luôn tồn tại hai cái dòng vi khuẩn. Một dòng vi khuẩn lợi khuẩn thì chính đây người ta gọi là probiotic, hay là cái men vi sinh. Còn cái dòng vi khuẩn thứ hai là dòng vi khuẩn có hại. Thế thì trong cái đường ruột của chúng ta là luôn luôn tồn tại hai cái dòng vi khuẩn này. Nhưng khi nào mà cái đường ruột khỏe mạnh ấy, thì tức là cái dòng vi khuẩn có lợi này, tức là cái men vi sinh này nó vượt trội hẳn lên, thì nó sẽ ngăn ngừa được cho chúng ta những cái tình trạng rối loạn tiêu hóa. Đặc biệt đối với trẻ em, nếu như mà
do cái hệ tiêu hóa rất là còn non yếu, thế cho nên là cháu rất hay bị loạn khuẩn đường ruột. Loạn khuẩn đường ruột, cái danh từ loạn khuẩn đường ruột ở đây có nghĩa là cái men có lợi, tức cái con vi khuẩn có lợi nó là bị thấp xuống, mà ngược lại những cái con vi khuẩn có hại nó lại trội lên, cho nên nó gây rối loạn cái tình trạng tiêu hóa của em bé, gây cho em bé có thể bị tiêu chảy, có thể bị phân sống, có thể bị trướng bụng đầy hơi, ăn không ngon miệng, vân vân. Thế cho nên phải nói rằng là men vi sinh là một trong những cái thứ mà rất là quan trọng đối với cơ thể của chúng ta, đặc biệt là đối với đường tiêu hóa. Dạ, như vậy chúng ta đã có khái niệm về men vi sinh rồi đúng không quý vị? Còn bây giờ thì cô Linh xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với tình huống sau đây. Bữa nãy đây con mất rồi. Này, ngồi không biết. Alo. Dạ dạ con này gì tám? Dạ. Dạ. Dạ 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 con biết rồi, dạ dạ. Em ơi, chị Tám nó con mình khóc quá, không phải ngủ không được kìa. Dạ, để em bố luôn ba ngủ. Em ngán luôn cho nó ngủ đi. Dạ dạ rồi rồi con biết rồi. Em ơi. Dạ. Chị Tám nói cứ để con khóc đi, chứ cái giọng luôn của em giọng bản thức luôn rồi. Trời. Ủa anh làm gì đó? Sao dậy con đây vậy? Anh ơi con ngủ rồi. Cái gì? Dạ. Con mình ngủ rồi. Dạ. Chết tôi rồi. Cái gu âm nhạc của con tôi bị vấn đề rồi. Anh làm gì vậy? Cái sổ đi đưa con mình đi khám bệnh chứ, bây giờ nó khóc nó nín rồi, bây giờ thì con phải đi khám. Trời ơi, sáng nay chị Tám nói với em á là con mình còi cọc hay quấy rối nữa, đã vậy hả còn hay nôn mửa nữa. Cho nên á chị nói là nó bị mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột. Chà, sao kỳ vậy ta? Anh nhớ là hai vợ chồng mình là chăm bẩm nó kỹ lắm chứ mà. Đúng rồi đó. Rồi bây giờ bị như vậy rồi làm sao mà chữa trị đi? Giờ sao anh? Phải đi kiếm người có chuyên môn hỏi thì chứ sao. Mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột có nghĩa là hồi nãy giống như thạc sĩ bác sĩ Lê Thải nói rằng là cái men vi sinh cái con vi khuẩn có lợi đó nó ít hơn là men vi khuẩn có hại, đúng không ạ? Vâng. Vậy thì nó sẽ dẫn đến tình trạng sức khỏe của bé như thế nào? Vâng, chúng ta vừa xem xong một cái video clip thì trong đó là bà mẹ có nói đến là em bé của chúng ta thường hay quấy khóc như vậy, và đặc biệt là biếng ăn chậm lớn là do bị mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột. Thế như tôi vừa trao đổi phần trên đấy thì cái hệ vi sinh đường ruột thì trong cơ thể của chúng ta bình thường là luôn luôn tồn tại hai cái dòng vi khuẩn. Thế thì hai cái dòng vi khuẩn này đồng thời là lúc nào nó cũng sống bên cạnh nhau, nhưng mà bao giờ cái vi khuẩn có lợi, tức là hay là những cái vi khuẩn hay cả những cái probiotic ấy, tức là những vi khuẩn có lợi thì bao giờ nó cũng nổi trội hơn một chút. Thế chính vì vậy cho nên là em bé của chúng ta hoàn toàn bình thường, nhưng mà vì một cái lý do nào đó nó làm mất cân bằng, tức là ví dụ như em bé của chúng ta bị ốm này, thế xong mà bố mẹ lại cho dùng kháng sinh, bác sĩ kê kháng sinh, ví dụ như cháu bị sốt này, bị viêm họng này, thế viêm đường hô hấp trên thôi, thế nhưng mà lại dùng kháng sinh. Thế dùng kháng sinh thì kháng sinh nó cũng không những nó diệt cái con vi khuẩn ở trên đường hô hấp mà nó lại diệt luôn cả con vi khuẩn ở dưới đường ruột nữa, mà lại diệt cả những cái con vi khuẩn có lợi nữa. Thế cho nên nó làm rối loạn cân bằng, mất cái cân bằng của cái hệ vi sinh. Tức là lúc này thì các cái con vi khuẩn có lợi thì lại bị dị tiêu diệt, coi như là bị thấp xuống, mà ngược lại thì những cái con vi khuẩn có lợi không có lợi, tức là cái hại gây bệnh thì nó lại nổi trội lên. Thế cho nên gọi là mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột, hay là cái danh từ chuyên môn của chúng tôi thì hay gọi là tình trạng loạn khuẩn ở trẻ em đấy. Thì nó dẫn đến cái tình trạng là em bé đau bụng, quấy khóc, rối loạn tiêu hóa đi ngoài. Và tình trạng trong cái video clip chúng ta vừa xem rồi, em bé quấy khóc ở đây có thể là do cháu bị đau bụng. Đấy, cháu bị đau bụng cho nên là cháu đi ngoài, cháu đau bụng chẳng hạn, cho cháu khó chịu cho nên là cháu quấy khóc. Và từ cái mất hệ vi sinh đường ruột này dẫn đến em bé của chúng ta sẽ ăn không tiêu, khó tiêu, rối loạn tiêu hóa, cho nên là dẫn đến bé không hấp thu được cái dưỡng chất, và cuối cùng thì nguyên nhân cuối cùng, hậu quả cuối cùng của nó là dẫn đến em bé của chúng ta bị suy dinh dưỡng. Yeah. Và những cháu bị suy dinh dưỡng thì cái hệ thần kinh lúc nào ở trong tình trạng kích thích cho nó lại càng hay quấy khóc nhiều hơn. Cho nên những cái cháu mà nó khỏe mạnh thì nó ngủ ngoan, ăn ngoan, nó không làm sao cả. Nhưng với những cháu bị suy dinh dưỡng thì hệ thần kinh luôn trong tình trạng kích thích cho nên lại càng quấy khóc nhiều hơn. Vâng, thấy chính như vậy cho nên là mới dẫn đến cái tình trạng mà chúng ta thấy là em bé ăn không ngon, ngủ không yên và chậm là ngủ. Có ăn nhưng mà nó không hấp thu được. Không hấp thu được, đúng thế ạ. Dạ. Vâng. Cảm ơn bác sĩ. Chúng ta sẽ đến với tình huống thứ hai. Chưa về nữa hả? Chưa, đang chờ ông xã tới đón. Nói nghe, hồi sáng sếp có nói gì chị không? Không, nói gì là nói gì. Ừ, tại hồi sáng chị bận chút xíu chuyện gia đình á, cái có lên trễ một chút, không biết tới trễ sếp có nói gì không ta? Không, hên được chị nha. Sáng nay á,
sếp đi vô, cái sếp thấy em đi sớm quá, cái sếp biểu dương em, cái rồi sếp xách vợ đi công việc luôn, không có để ý gì đến chị hết á. Chúc mừng em, vậy là sếp sắp đề bạt em rồi đó. Không có đâu. Chị thì không mơ ước gì hơn á, ngoài cái chuyện là trời ơi, hồn tưởng sếp. Cây chị sợ là sếp nói là chị lơ là công việc, hiểu không? Nói nghe, chị là chị không mơ ước gì hơn đối với một người như chị. Bây giờ cái điều ước ao lớn nhất là con chị được khỏe mạnh, chồng chị làm ăn có tiền để lo lắng cho gia đình thôi à. Mà sếp không khiển trách nữa. Mẹ nói chị nghe nè, cái này là khuyên thiệt lòng luôn nha. Sao? Từ hồi mà chị trở thành bà mẹ bỉm sữa, chị không có lo lắng gì cho công việc hết trơn nè. Đi cũng đi trễ nha, vô trong giờ làm việc thì đầu óc cứ để đâu đâu không à. Rồi về cũng về sớm nữa. Có ngày mà sếp thấy là không có được đâu nghe chị. Thì em cũng phải thông cảm đi. Chị cũng là người bình thường mà, chị cũng là một người phụ nữ. Chị phải lo chồng, lo con, lo cho gia đình. Rồi bây giờ công việc nữa, đương nhiên là nó có sự lơ là rồi. Nhưng mà chị sẽ cố gắng. Đó, 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 thấy chưa? Nói vừa mới nói cố gắng xong. Cả ngày hôm nay em thấy chị cầm cái điện thoại chị cứ quẹt, 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 quẹt chị không mà đọc báo suốt ngàn chi vậy chị? Do tập trung công việc đi. Nói về quan ước cho chị quá nè. Đây nè, trước khi em nói chị á, em phải dòm đi chị đang coi cái thông tin gì. Số là bữa giờ con gái chị nó bị táo bón quá à. Mà chị thúc ép cho nó ăn đủ thứ hết á, để cho nó có thể là mà nó dễ đi một chút, với lại nó ăn nhiều cho nó có sức khỏe. Vậy á, mà dụ mọi cách không có được, đứng ở ngoài đường nhảy tưng tưng chọc nó cũng không có chịu. Rầu hết sức. Sợt trên mạng giờ mới thấy là con chị là bị thiếu men vi sinh. Cái prebiotic với lại cái probiotic phải không? Ê, đi chang luôn, hay vậy? Ê, vậy là biết rành không? Chỉ giùm chị đi, probiotic với prebiotic. Ủa hai cái đó là hai cái gì? Không, cái này em không có rành đâu, em biết sơ sơ hà. Chị muốn rành là chị phải hỏi bác sĩ. Hỏi bác sĩ? Ừ. Đấy, hai nhân vật chúng ta vừa đặt câu hỏi cho bác sĩ Lê Thị Hải. Dạ vâng. Trong cái tiểu phẩm chúng ta xem vừa rồi thì nhân vật ở trong tiểu phẩm có nhắc đến cái hai cái tên là probiotic và prebiotic. Thế thì probiotic thì như tôi đã nói rồi thì chính là những vi sinh vật có lợi đấy ạ. Chính là, hay là chúng ta hay gọi là men vi sinh đấy. Thì trong cái men vi sinh đấy thì cái thành phần của nó trong đấy thì có hai thành phần. Thứ nhất là probiotic, tức là những vi khuẩn có lợi. Mà cái vi khuẩn có lợi này khi đưa vào trong cơ thể thì nó mang lại rất nhiều lợi ích cho cơ thể của chúng ta. Thế còn cái prebiotic ở đây chính là cái chất xơ hòa tan. Chất xơ hòa tan này thì nó lại có tác dụng, nó là đầu tiên nó là cái thức ăn để nuôi những con vi khuẩn có lợi đó. Và cái thứ hai nữa là nó có tác dụng nhuận tràng, chữa được tình trạng táo bón. Và khi mà dùng vào trong cơ thể thì chính những cái prebiotic này nó lại tăng cường hấp thu canxi. Thế chính vì vậy cho nên là khi em bé của chúng ta mà dùng cái loại men vi sinh mà có chứa cả hai thành phần là probiotic và prebiotic thì rất có hiệu quả. Bởi vì là như vậy thì chúng ta phối hợp được cả hai thành phần, một thành phần là bổ sung những vi khuẩn có lợi, và đồng thời thứ hai là bổ sung thêm cái prebiotic vào, thì prebiotic có tác dụng là thức ăn nuôi con vi khuẩn và làm cho con vi khuẩn nó lại sinh sôi nảy nở nhiều hơn, với cái số lượng nhiều hơn thì sẽ có tác dụng tốt hơn. Và thứ hai nó lại còn tăng cường nhu động ruột, làm cho phân của em bé mềm hơn và em bé có thể đi tiêu một cách dễ dàng. Và cái thứ ba là nó lại có tác dụng tăng cường hấp thu canxi nữa. Như vậy thì nó sẽ làm cho em bé của chúng ta cao lớn hơn. Như vậy thì rõ ràng là hai cái thành phần này là rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt là hệ tiêu hóa của em bé. Dạ. Đây là câu hỏi của khán giả gửi cho bác sĩ Lê Thị Hải. Theo như những thông tin bác sĩ vừa cung cấp, có thể thấy rất nhiều cái nguyên nhân khác nhau khiến mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột. Nếu tình trạng này kéo dài sẽ dẫn đến suy giảm chức năng tiêu hóa, dễ gây các bệnh viêm đại tràng mãn tính, tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa. Trong cuộc trò chuyện từ đầu đến giờ thì chúng ta có nhắc đến một giải pháp, đó là men vi sinh với tác dụng bổ sung các vi khuẩn có lợi, giúp duy trì sự cân bằng vi khuẩn trong hệ tiêu hóa và ức chế các vi khuẩn có hại gây bệnh trong đường ruột. Vậy nên sử dụng men vi sinh khi nào và những đối tượng nào dùng men vi sinh, cách sử dụng men vi sinh ra sao để có một cái hiệu quả tốt nhất? Vâng. Thực ra thì đến ngày nay thì người ta thấy là vai trò của những cái con vi khuẩn có lợi vi sinh có rất nhiều tác dụng đối với cơ thể của chúng ta. Đặc biệt là đối với trẻ em thì thứ nhất đầu tiên là nó tăng cường cái hệ miễn dịch của đường tiêu hóa. Mà trong khi đấy thì cơ thể của chúng ta thì 80% các tế bào miễn dịch trong cơ thể thì lại nằm trên đường tiêu hóa. Cho nên một em bé khỏe mạnh là một em bé có một cái hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Đấy, hầu hết thì chị Quyền Linh cũng biết và tất cả các bà mẹ của chúng ta đều thấy là đã làm cha mẹ rồi, nhất là con ở cái giai đoạn nhỏ, thì có lẽ cái lo lắng, rất lo lắng của tất cả chúng ta đó là cái vấn đề tiêu hóa của em bé. Táo bón thì cũng không được, mà tiêu chảy cũng không được, rối loạn tiêu hóa cũng được. Em bé của chúng ta phải đi phân đều
mềm thành khuôn hay là tùy theo lứa tuổi nó đi rất là nhẹ dễ dàng như vậy, thì em bé mà đi ngoài đi tiêu tốt như vậy thì chắc chắn là em bé sẽ ăn uống tốt và sẽ khỏe mạnh và lớn. Thế còn ngược lại, những em bé nào mà thường xuyên bị cái tình trạng rối loạn tiêu hóa, tức là có thể đau bụng này, đầy hơi này, rồi đi tiêu chảy này, rồi táo bón các thứ vân vân, thì các cháu sẽ không thể lớn được. Thế thì vậy thì cái men vi sinh này dùng ở trong những trường hợp nào, tức là dùng trong những trường hợp gọi là mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột, mà như cái tiểu phẩm trước chúng ta đã xem, khi em bé có biểu hiện rối loạn mất cân bằng cái hệ vi khuẩn đường ruột, mà cái nguyên nhân mất cân bằng ở đây thì có rất nhiều nguyên nhân, ví dụ như do chế độ ăn uống không hợp lý, cái thứ hai là có thể đặc biệt chúng ta hay gặp nhất là trong trường hợp em bé bị ốm mà phải dùng kháng sinh. Bây giờ thì chúng ta đều biết là ở Việt Nam của chúng ta thì cái việc dùng kháng sinh rất là bừa bãi, không những là bác sĩ không cần bác sĩ kê và mẹ cũng có thể tự đi mua cho con uống được và uống không có một cái theo một cái chỉ dẫn nào cả, cho nên chính cái tình trạng nó lạm dụng kháng sinh đó đã gây đến cái tình trạng loạn khuẩn em bé. Đấy là cái trường hợp chúng ta hay gặp nhất. Và cái trường hợp thứ ba nữa là trong những trường hợp em bé có những cái biểu hiện rối loạn tiêu hóa do rất nhiều nguyên nhân khác, vậy thì men vi sinh được sử dụng khi nào? Sử dụng đầu tiên là trong cái trường hợp em bé có những cái biểu hiện của rối loạn tiêu hóa, mà biểu hiện của rối loạn tiêu hóa ở đây đầu hàng đầu hay gặp đó là chứng tiêu chảy, đi ngoài phân sống, táo bón, biếng ăn, đầy bụng, chướng hơi. Hoặc là chúng ta có thể dùng trong trường hợp ví dụ như là em bé bị ốm mà phải dùng kháng sinh, thì bà mẹ của chúng ta có thể em bé chưa bị rối loạn tiêu hóa, chúng ta cũng đã có thể bổ sung trước vào rồi để tránh cái tình trạng rối loạn tiêu hóa của em bé. Hay là trong những trường hợp hàng ngày em bé của chúng ta biếng ăn chẳng hạn, chậm lớn chẳng hạn, thì chúng ta cũng có thể dùng được. Cho nên có thể nói là men vi sinh là được bổ sung rất là rộng rãi và hoàn toàn không có hại gì cho sức khỏe cả. Đấy, và chúng ta có thể bổ sung lâu dài bởi vì nó có rất nhiều tác dụng đối với cơ thể. Thế thì để uống cho có hiệu quả thì chúng ta đều biết là men vi sinh thì bản chất là những cái con vi khuẩn sống chúng ta đưa vào trong cơ thể. Thế cho nên là thứ nhất là khi uống ấy, thì chúng ta lại phải uống, thứ nhất là không được hòa vào nước sôi, không được hòa vào những thức ăn nóng quá, trên 60 độ là cái con vi khuẩn nó chết thì sẽ không có tác dụng. Cho nên tốt nhất đối với khi mà uống thì tốt nhất là chúng ta cho uống sau bữa ăn. Đấy, và uống với cả nước nguội thôi, hoặc cùng lắm là hơi mắm thôi, chứ không được uống với nước nóng thì mới có hiệu quả. Và cái thứ hai nữa là chúng ta phải dùng đủ liều lượng. Đủ liều lượng ở đây chứ như là ví dụ thông thường nhất thì mỗi ngày là em bé của chúng ta phải dùng 2 gói chẳng hạn, 2 đến 3 gói. Nếu mà táo bón thì có thể dùng đến 3 đến 4 gói, thế nhưng mà bình thường là phải dùng 2 gói. Nếu chúng ta dùng không đủ số lượng thì cũng không có tác dụng. Và cái thứ ba là thời gian dùng cũng tương đối, cũng phải lâu dài một chút, chứ không phải dùng ngày 1, ngày 2. Mà cái đấy thì chúng ta có phải dùng ít nhất là phải 2, 3 tuần trở lên thì nó mới mang lại hiệu quả tốt nhất. Thì đấy là cái cách sử dụng men vi sinh. Dạ, men vi sinh thì hiện nay thị trường cũng bán rất là nhiều. Vậy thì chúng ta dựa vào cái yếu tố nào cho đó là men vi sinh tốt nhất có thể dùng được? Vâng, đúng là như vậy. Hiện nay thì trên thị trường có rất nhiều loại men vi sinh. Theo chúng tôi được biết thì hiện nay có đến cả đến vài trăm loại. Thế nhưng mà chúng ta đều biết là men vi sinh như tôi vừa nói thì đặc điểm của nó là chúng ta bổ sung những con vi khuẩn sống, những con vi khuẩn có lợi vào trong cơ thể. Thế cho nên là cái đặc tính của nó đầu tiên ấy, thì nó phải làm sao nó phải sống sót được khi qua cái dịch tiết của dạ dày cũng như là dịch mật rất là toan, đặc biệt là dịch dạ dày và một cái dịch axit. Thì nếu như mà cái con vi khuẩn ấy không được sản xuất theo một cái phương pháp đặc biệt, tức là nó không có cái màng bao bọc cẩn thận, thì nó khi qua dạ dày cái là nó sẽ bị chết. Bị chết bởi cái dịch vị axit của dạ dày. Cho nên là khi là chết mà cái số lượng bổ sung không đầy đủ thì cũng không có hiệu quả. Đấy là cái đầu tiên, thì cho nên cái tiêu chuẩn đầu tiên để chuyện men vi sinh đó là chúng ta phải chọn xem cái men vi sinh được sản xuất theo công nghệ nào. Tức là thông thường nó phải được sản xuất theo cái công nghệ gọi là công nghệ bao kép dual lactam, tức là nó có hai cái màng bao bọc. Một cái màng mà polysaccharide nó giúp cho cái con tránh va đạp, tránh bị pha đập những cái tác dụng vật lý bên ngoài hay là cái nhiệt bên ngoài. Và thứ hai nữa nó có cái màng protein nó giúp cho bao bọc cái con vi khuẩn đó có thể sống sót được qua cái dịch mật cũng như là dịch của đường tiêu hóa của dạ dày. Cái thứ hai nữa là như chúng ta vừa nói ở trên, cũng trong tiểu phần là con đấy đến hai cái thành phần là probiotic và prebiotic. Thế thì probiotic thì đây chính là những con vi sinh đó, và cái thứ hai là trong cái thành phần men vi sinh đó có thêm một cái thành phần nữa, đó chính là prebiotic hay là còn lại chất xơ hòa tan. Thì cái chất này nó có tác dụng đi cùng với cái men, cái con vi khuẩn này, thì nó sẽ khi xuống đến đường ruột thì nó sẽ là cái thức ăn nuôi cái con vi khuẩn này, làm cho con vi khuẩn này sinh sôi nảy nở phát triển tốt hơn. Và cái thứ hai nữa là chính cái prebiotic này thì nó làm cho tăng cường cái chất xơ, tăng cường nhu động ruột, làm cho em bé của ta chống được cái tình trạng táo bón, cũng như là nó tăng cường hấp thu canxi nữa. Đấy, thế cho nên là tôi nghĩ, và cái thứ ba nữa là nó được sản xuất từ cái nguồn gốc thiên nhiên thì bao giờ cũng tốt hơn, bởi vì là như vậy thì chúng ta có thể dùng kéo dài mà không sợ ảnh hưởng đến sức khỏe. Cho nên tóm lại thì một khi lựa chọn một cái men vi sinh tốt thì
thì các bà mẹ chúng ta cần phải lưu ý như sau. Thứ nhất là men vi sinh đó phải được sản xuất theo một công nghệ hiện đại mà bây giờ người ta gọi là công nghệ Duolactam, tức là nó để bảo vệ cái con vi khuẩn không bị chết bởi dịch axit của dạ dày. Thứ hai là có bổ sung thêm chất xơ hòa tan. Đấy. Và cái thứ ba đó là có nguồn gốc từ thiên nhiên. Thì đấy là những cái sản phẩm mà chúng ta dùng mà sẽ mang lại hiệu quả tốt nhất. Cảm ơn bác sĩ. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tình huống của chương trình. Thẩm ơi. Thẩm. Tôi nấu cơm rồi đó. Nếu đói thì ăn trước đi. Không ấy hồi về tôi dọn ăn chung. Trời ơi, bữa nay bà đi tập thể dục phải không? Tính đi tập thể dục. Sao không dắt bên theo tập cho bà cho nó khỏe? Thằng Bin về nội chơi rồi. Bảy nhận thứ hai về, nghĩ tôi với bà được 2 ngày hả? Giỡn chơi không? Già cá rồi, tôi dắt bà đi siêu thị. Ủa là ý ông là muốn dắt tôi đi siêu thị nè? Siêu thị sẵn chỗ nào có bán bún riêu ngon, bún bò Huế ngon, dắt bà đi ăn luôn. Để mình có cái không gian riêng của hai vợ chồng già mình chứ. Đi chứ. Đi siêu thị không đi? Hai vợ chồng già. Đằng hồi tôi ghé ngang, tôi mua cái thuốc này cho thằng Bin luôn nè. Thì để ba má nó mua cái gì cho bà, cũng như bà lãnh bà mua hoài vậy. Ba má nó bận thì mình mua giùm, cái mua cái này. Nó dặn mua gì? Golden Blast. Golden Blast là gì? Là cái men vi sinh. Hôm nay nhỏ nó đi phân sống với táo bón hoài à, tội nghiệp lắm. Thôi tôi dắt bà ra ngoài siêu thị. Tôi cũng thấy bữa cái cô tiếp viên của chỗ cửa hàng siêu thị, cô nói là có cái con ai đang bệnh đó, để mua cái mà men gan tiêu hóa gì đó. Đó là cái đó cũng tốt đó, uống cũng là khỏe lắm, nó cũng trị táo bón đó. Đâu ra có men gan tiêu hóa. Men tiêu hóa. Thì men tiêu hóa, men gì đó, mới có men thôi. Nhưng mà được, mẹ nó dặn tôi phải mua cái men vi sinh. Tao thì do mệt tao quá, men vi sinh với men tiêu hóa thì nó cũng là một cái thôi. Vậy hả? Hai chúng ta vừa giới thiệu cái sản phẩm Golden Lab. Vậy thì theo bác sĩ, thạc sĩ Lê Thị Hải thì Golden Lab có đầy đủ điều kiện với một cái men vi sinh tốt để hỗ trợ cái đường tiêu hóa cho trẻ không ạ? Qua cái tiểu phẩm vừa rồi thì chúng ta thấy là đã có nhắc tới cái sản phẩm Golden Lab, thì tôi nghĩ là men Golden Lab thì đã đạt được những cái tiêu chuẩn mà như là tôi nói ở phần trên. Tức là men Golden Lab thì được sản xuất, thứ nhất là được sản xuất theo cái công nghệ rất là hiện đại. Và đây là cái thế hệ thứ tư. Đấy, người ta sản xuất ở đến cái thế hệ thứ tư rồi. Sản xuất theo cái phương pháp là Duolactam, tức là bao kép Duolactam, tức là nó có hai cái màng để bảo vệ cái con vi khuẩn đó. Cho nên là hoàn toàn là khi chúng ta dùng thì nó có thể bảo vệ con vi khuẩn sống sót được qua cái dịch vị axit cũng như là dịch mật và xuống được đến ruột. Và thứ hai là men Golden Lab thì cũng chứa cái prebiotic, tức là một cái loại chất xơ hòa tan. Cho nên là nó đi cùng đồng hành như vậy thì nó sẽ giúp cho là thức ăn nuôi con vi khuẩn đó, và đồng thời là tăng cường nhu động ruột, tránh được, chống được cái tình trạng táo bón ở em bé. Và thứ hai nữa là nó có tác dụng tăng cường hấp thu canxi, vì vậy nó là giúp cho em bé của chúng ta có thể cao lớn khỏe mạnh hơn. Và cái thứ ba nữa là nó lại được sản xuất chiết xuất từ một cái món ăn rất là quen thuộc của người Hàn Quốc, đó là kim chi. Đấy, tức là những cái con vi sinh, khi chúng ta như là người Việt Nam của chúng ta thì ăn dưa muối, thế nhưng người Hàn Quốc người ta ăn kim chi, món kim chi cũng giống như là cái món dưa muối của chúng ta, thì chính là cái con vi sinh vật có lợi ở trong cái chiết xuất từ cái nguồn gốc thiên nhiên như vậy. Cho nên tôi nghĩ là dùng rất là an toàn. Và tôi nghĩ là trong tiểu phẩm thì là nhân vật bà của cháu là đi mua cái đấy cho cháu dùng, thì tôi nghĩ rất là tốt. Thế nhưng mà sau này ấy thì có một cái thắc mắc là ông chồng bà lại nói rằng là men vi sinh với cả men tiêu hóa thì cũng giống nhau, nhưng mà cái đấy thì lại sai đấy ạ. Vâng, yeah. Chúng ta phải phân biệt hai cái này. Và chính cái nhầm lẫn này làm cho rất nhiều các bà mẹ của chúng ta là khi dùng thì men vi sinh thì lại rất là lo lắng, là không dám dùng kéo dài, không dám dùng nhiều, bởi vì là sợ lại còn ảnh hưởng đến cái hệ tiêu hóa của bé. Thế chính vì vậy cho nên là tôi cũng xin giải thích rõ hơn sự khác nhau giữa men vi sinh và men tiêu hóa. Thì thông thường thì chúng ta cứ gọi là men tiêu hóa, nhưng mà thực ra thì men tiêu hóa thực sự thì không phải là men vi sinh. Men tiêu hóa thực sự tức là những cái men enzyme. Những cái men enzyme này tức là những cái men mà do chính các cái tuyến trong cơ thể của chúng ta tiết ra. Ví dụ như là tuyến nước bọt thì tiết ra men amylase, tuyến tụy thì tiết ra lipase để tiêu hóa chất béo, dạ dày của chúng ta thì tiết ra pepsin để tiêu hóa chất đạm. Thế rồi đến ruột của chúng ta cũng tiết ra rất nhiều các cái men tiêu hóa khác để tiêu hóa gì ạ? Để tiêu hóa các chất dinh dưỡng trong cơ thể, ví dụ như tiêu hóa chất đạm này, tiêu hóa chất béo này,
tiêu hóa chất đường này, vân vân, thì chúng ta phải cần những cái men đấy. Và thường là nó có cái tên là proteasa, lipasa, thế rồi amylasa, thứ vân vân đấy. Thế thì đấy mới là men tiêu hóa. Đấy, cho nên chúng ta cứ phải nhầm lẫn như vậy. Thế thì nếu như đã là men tiêu hóa thì em bé đúng là không được dùng kéo dài, mà cái đấy phải dùng theo sự chỉ định của bác sĩ. Và chỉ khi nào em bé bị suy dinh dưỡng hay là em bé bị thực sự thiếu cái men đấy thì chúng ta mới dùng, và thời gian dùng thì chỉ được tối đa là 10 đến cả 14 ngày là cùng thôi. Bởi vì nếu dùng kéo dài cái đấy thì nó sẽ ức chế các cái tuyến tiêu hóa trong cơ thể của chúng ta tiết men, cho nên trường hợp đấy chúng ta phải dùng theo sự chỉ định của bác sĩ và không được dùng kéo dài. Nhưng còn cái men vi sinh ấy thì lại hoàn toàn là có thể dùng được kéo dài, như tôi đã phân tích ở trên, bởi vì chúng ta chỉ bổ sung những vi khuẩn có lợi, bổ sung chất xơ hòa tan vào trong cơ thể, giúp cho cái hệ ổn định cái hệ tiêu hóa của đường ruột, làm cân bằng cái hệ vi sinh đường ruột, cho nên là hoàn toàn có thể uống kéo dài, cho nên hai cái là hoàn toàn khác nhau. Chính vì vậy mà các bậc phụ huynh của chúng ta cũng phải hiểu biết cái điều đó để chúng ta phân biệt, chứ chúng ta không nên nhầm lẫn giữa men tiêu hóa và men vi sinh. Dạ, như vậy thì nếu chúng ta bổ sung quá nhiều men vi sinh như vậy, nó có ảnh hưởng gì đến đường tiêu hóa của bé không? Không ảnh hưởng gì cả, bởi vì là cái men vi sinh ấy chúng ta bổ sung với một cái liều lượng cũng phù hợp theo hướng dẫn thôi, thì hoàn toàn có thể dùng kéo dài và không ảnh hưởng gì, bởi vì chúng ta chỉ bổ sung vào thôi, chỉ thêm vào, chứ còn nó không ảnh hưởng gì đến cái men, giống như là men tiêu hóa. Như tôi đã giải thích là men tiêu hóa là các men do cái tuyến tiêu hóa trong cơ thể tiết ra, cho nên nếu khi chúng ta bổ sung liên tục thì nó sẽ ức chế các cái tuyến trong tiêu hóa, ngừng một thời gian không hoạt động, và như vậy sau một thời gian ngừng mà không hoạt động nữa thì nó không tiết được nữa, và lúc giờ làm cho em bé của chúng ta sẽ phụ thuộc vào men và lúc nào cũng phải dùng. Nhưng còn men vi sinh thì ngược lại, hẳn chúng ta chỉ bổ sung thêm vào thôi, và chúng ta dùng kéo dài cũng không ảnh hưởng gì đến sức khỏe của em bé cả. Vậy thì với cái sản phẩm Golden Lab đó thì trẻ em từ mấy tháng tuổi có thể dùng được, và dùng đến độ tuổi nào, một ngày dùng khoảng bao nhiêu lần? Men vi sinh này thì em bé từ sơ sinh đã có thể dùng được rồi. Vâng, mà tất cả mọi lứa tuổi của chúng ta đều dùng được, kể cả từ sơ sinh cho đến người lớn và kể cho đến cả người già. Thì chúng ta đều biết là trong cơ thể của tất cả mọi người, từ sơ sinh, từ lứa tuổi sơ sinh cho đến người già đều có thể gặp những cái tình trạng rối loạn tiêu hóa, mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột, cho nên hoàn toàn có thể dùng được. Vâng, thế và cái dùng thì cái hiệu quả dùng như tôi đã nói rồi, là chúng ta dùng thứ nhất là để cho cái hiệu quả tốt nhất, thì thứ nhất là khi uống là nhớ là không được pha với nước nóng, không được pha với nước nóng. Cái thứ hai nữa là thời gian dùng thì cũng phải tương đối dài dài một chút, tức là tối thiểu cũng phải dùng 2 đến 3 tuần. Chứ nếu mà dùng 1 2 ngày không thì không, thì chưa có hiệu quả. Vâng. Cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Lê Thị Hải đã chia sẻ rất là nhiều kinh nghiệm cho các bà mẹ, các ông bố, và từ đây thì chúng ta khỏi phải lo lắng, đúng không quý vị? Có sự chia sẻ đó, có những kinh nghiệm đó, chắc chắn ta sẽ chăm sóc con mình tốt hơn, và chắc chắn hệ tiêu hóa con mình nó sẽ khỏe, và con mình sẽ ăn uống đầy đủ và không bao giờ thiếu dinh dưỡng đâu nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi dành cho khán giả truyền hình. Mặc dù được chăm sóc đầy đủ, chế độ ăn uống khoa học, nhưng nhiều phụ huynh vẫn cảm thấy lo lắng vì trẻ vẫn biếng ăn, còi xương chậm lớn, thậm chí chỉ cần thay đổi liều lượng dinh dưỡng hay thức ăn là trẻ sẽ bị tiêu hóa hay táo bón. Những biểu hiện đó là của chứng rối loạn tiêu hóa, thường gặp nhất khi trẻ đang ở trong giai đoạn những năm đầu đời. Lý giải điều này, các chuyên gia nhận định rằng nguyên nhân chính là do hệ tiêu hóa của trẻ ở trạng thái đang phát triển, chưa hoàn thiện, thiếu ổn định sẽ gây mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột. Ngoài ra còn một số nguyên nhân khác như sử dụng thuốc kháng sinh trong thời gian dài, chế độ ăn uống không hợp lý, các vi khuẩn có lợi bị tiêu diệt, vi khuẩn có hại dễ dàng xâm nhập gây ra các chứng rối loạn tiêu hóa, dẫn đến tình trạng suy giảm chức năng tiêu hóa. Thức ăn không được tiêu hóa hoàn toàn, cơ thể khó hấp thu dinh dưỡng, lâu ngày trẻ sẽ bị thiếu hụt chất, suy dinh dưỡng, còi xương, ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe và sự phát triển lâu dài của trẻ. Từ những phân tích trên có thể thấy rằng, cân bằng hệ vi sinh đường ruột cho trẻ là điều vô cùng cần thiết trong những năm đầu đời để đảm bảo sự ổn định và khỏe mạnh cho hệ tiêu hóa. Vì vậy, chăm sóc sức khỏe trong thời kỳ này, bên cạnh việc giữ gìn vệ sinh trong ăn uống, cha mẹ cần phải tăng cường các thức ăn dễ tiêu cho trẻ, đảm bảo lượng nước cần thiết, nên cho trẻ dùng thêm men vi sinh để giúp bổ sung các vi khuẩn có lợi, ức chế các vi khuẩn có hại gây bệnh, tăng sự hấp thu thức ăn và chất dinh dưỡng. Tuy nhiên, việc lựa chọn men vi sinh đạt chuẩn như thế nào không phải ai cũng biết. Theo Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo, nên sử dụng men vi sinh có chứa các vi khuẩn có ích, được phân lập từ nguồn gốc thiên nhiên. Bên cạnh đó, sản phẩm còn được bào chế theo công nghệ hiện đại, bảo đảm các vi khuẩn có ích không bị tiêu diệt bởi dịch mật và khi đi qua dạ dày, đồng thời phát huy tác dụng tốt nhất khi đến ruột.
Golden Lab là một trong những sản phẩm mà nhiều bậc phụ huynh đã lựa chọn để bảo vệ hệ tiêu hóa của trẻ. Thực phẩm chức năng Golden Lab là hệ men vi sinh được phân lập từ kim chi Hàn Quốc và được bào chế theo công nghệ mới, giúp điều trị, cải thiện hệ tiêu hóa và tăng cường miễn dịch cho người già và trẻ nhỏ. Đây là sản phẩm có chứa thành phần là các men vi sinh đường Factu, giúp bé tiêu hóa tốt thức ăn, giúp hỗ trợ điều trị rối loạn tiêu hóa, tăng cường hấp thu dinh dưỡng, tăng cường sức khỏe. Được sản xuất theo công nghệ hiện đại Dulactim của Hàn Quốc, giúp men được bảo vệ an toàn trong quá trình bảo quản và sử dụng. Sản phẩm có thể được dùng hàng ngày để chăm sóc sức khỏe đường tiêu hóa, giúp cân bằng hệ vi khuẩn trong ruột, ức chế sự phát triển của vi khuẩn có hại, hạn chế nguy cơ viêm ruột. Ngoài ra, Golden Lab còn hỗ trợ điều trị viêm đại tràng cấp và mãn tính, nhất là dành cho những trẻ bị chứng bất dung nạp đường lacto. Thưa quý vị và các bạn thân mến, nếu như có những thắc mắc nào mà quý vị cần giải đáp thì cũng đừng ngần ngại, chúng ta hãy gửi thư về cho chương trình hoặc là gọi số điện thoại tổng đài 1900 1259 hoặc số điện thoại 0439 960 886 để được hướng dẫn. Cảm ơn sản phẩm Golden Lab của công ty dược phẩm Vinh Gia đã tài trợ thực hiện chương trình. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ thạc sĩ Lê Thị Hải rất là nhiều. Chúc bác sĩ thật nhiều sức khỏe và hy vọng chúng ta sẽ gặp lại trong chương trình Sống Khỏe Sống Đẹp. Bây giờ thì Quỳnh Linh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.